Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Năng Động được phát trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ. Xuất khẩu tôm được xem là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để tháo gỡ các khó khăn giúp nghề nuôi phát triển thuận lợi. Ngoài ra, nhiều nội dung khác liên quan đến lĩnh vực cải cách hành chính cũng sẽ có trong chương trình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tháo gỡ khó khăn để nghề nuôi tôm phát triển. Xây dựng nền hành chính phục vụ người dân. Sức hút của du lịch tâm linh ở Sóc Trăng. Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu tôm của tỉnh Sóc Trăng đạt 925 triệu đô la Mỹ. Tuy có giảm so với năm trước, nhưng đây cũng là kết quả khả quan trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu sản lượng tôm nuôi sẽ tăng thêm 6.000 tấn, tương đương trên 212.000 tấn. Để đảm bảo thắng lợi mục tiêu đề ra, tỉnh tập trung phát triển ngành tôm hướng tới sản xuất sạch theo các tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện nay, tiến độ thả nuôi niên vụ 2024 đạt gần 40% diện tích. Ngành nông nghiệp yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo tình hình thả nuôi cùng thiệt hại hàng tuần để tổng hợp và phối hợp cùng các địa phương để chỉ đạo sản xuất kịp thời. Hai năm qua, ngành tôm gặp nhiều khó khăn về thị trường xuất khẩu, giá bán giảm và dịch bệnh. Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ cùng người nuôi chung tay vượt qua khó khăn đã được dự báo. Theo đề án phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Sóc Trăng đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu phải đạt tối thiểu 1 tỷ đô la Mỹ. Một trong những yếu tố quan trọng được xác định đó là con giống. Bởi theo nhận định của bà con, khi con giống đảm bảo chất lượng thì tỷ lệ thành công của vụ nuôi đã đạt 70%. Hợp tác xã nuôi tôm Toàn Thắng xác định chất lượng con giống là yếu tố quan trọng hàng đầu, nên ngay từ đầu vụ, đơn vị đã chọn những doanh nghiệp sản xuất con giống uy tín, chất lượng để đặt mua. Con giống mà nó tốt thì cái tỷ lệ anh nó đạt cao thì cái sản lượng anh nó cao thì anh lợi nhuận nó cao. Con giống nó khỏe mà thuốc men anh sử dụng nó cũng ít nữa. Nó đã cái sức đề kháng nó cao rồi. Con giống là quyết định khoảng 70%. Chứ lúc trước thì mình nghĩ là nó 50 thôi nhưng mà bây giờ là phải 70. Nếu mà con giống mà này bắt nhầm mà con giống mà nó không có lớn rồi đó thì nuôi lỗ chết luôn. Mỗi năm tỉnh Sóc Trăng cần khoảng 18 tỷ con tôm giống cho khoảng 51.000 ha diện tích. Tuy nhiên, khả năng tại địa phương chỉ đáp ứng được một phần, số còn lại phải nhập từ các tỉnh khác. Làm sao để đảm bảo số lượng và chất lượng con giống là yêu cầu mà lãnh đạo tỉnh đặt ra. Về vai trò quản lý nhà nước thì chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác liên ngành để kiểm tra, kiểm dịch cũng như lưu thông chất lượng giống trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cho cái nguồn giống nó có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng hơn. Phối hợp chặt chẽ với các tỉnh để chúng ta làm tốt cái công tác là phối hợp để chúng ta quản lý cái nguồn giống liên tỉnh cho nó tốt hơn. Ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với Cục Thủy sản để tổ chức cái hội nghị về cái quản lý chất lượng giống của vụ nuôi năm 2024. Nội dung của cái hội nghị này thì tập trung bàn các giải pháp để mà chúng ta quản lý con giống, chọn giống làm sao mà tốt nhất. Và đặc biệt là cái sự phối hợp giữa các bên, nhà cung cấp giống, rồi người nuôi và các bên có tham gia để làm sao mà chọn được con giống tốt để cho vụ nó tốt hơn. Bộ Nông nghiệp cùng các địa phương tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ cao tiếp tục đầu tư vào sản xuất đủ con giống cho cái nhu cầu sản xuất. Dù số cơ sở sản xuất tại chỗ không nhiều, nhưng chất lượng luôn được cơ quan chức năng siết chặt. Như đơn vị này, mẫu con giống đều được gửi cơ quan thú y kiểm dịch trước khi đưa đến vùng nuôi. Tôm giống bố mẹ không bị nhiễm bệnh vi bào tử trùng hay còn gọi là bệnh gan tụy trên tôm nuôi. Hiện tại đang sử dụng là 100% là tôm bố mẹ là tôm gia hóa, đảm bảo được sạch bệnh từ cái nguồn tôm bố mẹ. Đồng thời cái thức ăn mà khi mà mình đưa vào cho tôm bố mẹ mà sử dụng á thì mình cũng có hấp tiệt trùng để đảm bảo được thức ăn đó là sạch EHP. Việc chuẩn hóa từ khâu đầu vào giúp người nuôi tiết giảm được chi phí đầu tư. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tôm Việt Nam đang cạnh tranh giá bán với một số quốc gia như Ấn Độ, Ecuador. Ngoài con giống, hạ tầng cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong đề án phát triển tôm Sóc Trăng. Vài năm trở lại đây, tình trạng kênh rạch bị bồi lắng nhanh khiến nhiều vùng nuôi tôm bị thiếu nước mặn. Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra một số vùng nuôi và có hướng chỉ đạo tháo gỡ. Tỉnh Sóc Trăng hiện có 43 cống chủ lực phục vụ cho nuôi tôm, tập trung ở thị xã Vĩnh Châu. Bên cạnh đó là hệ thống đê bao ngăn lũ triều cường. Qua khảo sát, hệ thống thủy lợi ở thị xã Vĩnh Châu chưa được đồng bộ giữa nguồn lấy nước vào và thải ra,
dẫn đến việc bồi lắng nhanh. Một số công trình thủy lợi đầu tư lâu năm nay đã xuống cấp, cần đầu tư đồng bộ mới có thể phát huy toàn hệ thống. Sở Nông nghiệp đề xuất lãnh đạo tỉnh xây mới hai cống Nobon, Bồ Kện và mở rộng cống số 5 trên địa bàn thị xã. Mà bổ sung ba cái cống này thì Vĩnh Châu là khép kín được cái vùng nuôi rồi. Vĩnh Phước, Lai Hòa, Vĩnh Tân, Vĩnh Hiệp cơ bản rồi. Còn sau này nếu mà xin vốn trung ương được thì bổ sung làm thêm các cái cống của đê biển nữa thì Vĩnh Châu đảm bảo được cái khép kín cái vùng nuôi, đảm bảo được cái nguồn nước. Phải nghiên cứu cái giải pháp thời gian để thi hành cống để làm sao nó phù hợp với cái vụ mùa thả nuôi của cái công ty và kể cả các cái hộ dân ở khu vực này. Năm nay tỉnh Sóc Trăng đón nhận tin vui trong lĩnh vực cải cách hành chính. Lần đầu tiên địa phương dẫn đầu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2023, hay còn gọi là chỉ số PAPI. Điều này cho thấy được sự nỗ lực của địa phương trong công tác cải cách hành chính. Cụ thể, tỉnh Sóc Trăng đạt 45,61 điểm, tăng gần 3 điểm so với năm 2022 và xếp thứ tư cả nước. Địa phương xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, chương trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Công tác cải cách hành chính được xem là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo của các cấp ủy. PAPI là chương trình nghiên cứu quan trọng về quản trị do chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam khởi xướng từ năm 2009. Đây là công cụ theo dõi hiệu quả, thực thi chính sách pháp luật của nhà nước dựa trên ý kiến phản hồi của người dân, được thực hiện từ bên ngoài khu vực nhà nước và có quy mô lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Có được kết quả này nhờ tỉnh Sóc Trăng triển khai nhiều giải pháp từ tỉnh đến cơ sở. Điển hình như việc thi đua xếp bậc cải cách thủ tục hành chính giữa các sở, ban ngành và cấp huyện, qua đó hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền số, thân thiện, phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Máy bắt số tự động được đặt tại lối vào của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc huyện Mỹ Xuyên. Các lĩnh vực hành chính công đều được hiển thị tại đây, giúp người dân dễ dàng lựa chọn lĩnh vực mà mình cần. Chưa bao giờ ông Thanh lại thấy việc làm thủ tục hành chính lại khỏe như lúc này. Ông đến bộ phận một cửa huyện Mỹ Xuyên để nhận thẻ bảo hiểm cho cháu. Từ lúc bắt số đến khi hoàn thành thủ tục là rất ngắn, giúp tiết giảm được nhiều thời gian và công sức. Giấy tờ này nọ lấy thời gian làm cũng nhanh gọn cho bà con, thủ tục đâu đó hoàn chỉnh bà con nó dời. Thấy đi vô ra thấy cũng làm cũng nhanh lẹ, chúng nói chung là rất kịp thời. Bà con ngồi cái thời gian chờ đợi cũng không được lâu mấy, cũng nhanh gọn lắm. Cuối tháng 2 năm ngoái, huyện Mỹ Xuyên triển khai mô hình nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại một số xã đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng ngàn tài khoản dịch vụ công của người dân đã được tạo. Nhờ đó, việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến nhanh, gọn, tạo tâm lý phấn khởi. Tôi đến xã Gia Hòa 1 thì tôi đem theo cái thẻ căn cước để làm dịch vụ công trực tuyến. Thì một cửa thì xử lý rất là hài lòng. Tôi chỉ ở nhà đợi thông tin kết quả thông tin. Năm 2023, chỉ số cải cách thủ tục hành chính của huyện Mỹ Xuyên xếp hạng nhất trong các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Sóc Trăng, tăng 6 bậc so với năm 2022. Đây là một trong những yếu tố giúp địa phương đạt và vượt 19 trên 19 tiêu chí phát triển kinh tế xã hội. Huyện Mỹ Xuyên tập trung là các mô hình giống như là ngày thứ ba không viết, rồi mô hình liên thông 3 thủ tục hành chính. Đặc biệt là huyện Mỹ Xuyên cũng chú trọng đầu tư cái trung tâm điều hành thông minh. Qua cái trung tâm điều hành thông minh thì đối với huyện Mỹ Xuyên cũng có thể theo dõi được các cái thủ tục hành chính của người dân, rồi nó có chậm trễ, nó ùn tắc ở đâu thì mình kịp thời chỉ đạo và kiên quyết thực hiện là để đảm bảo là cái thủ tục hành chính nhanh và đúng thời hạn. Huyện đã tiếp nhận gần 46.000 hồ sơ trong năm qua, tất cả đều được giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ tồn động. Đây là nỗ lực rất lớn của các cấp các ngành của huyện và ở cấp xã, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Hay nói cách khác, địa phương đang nỗ lực hướng đến nền hành chính phục vụ. Kết quả cải cách hành chính là tiền đề quan trọng cho các doanh nghiệp nhìn vào đó để đưa ra quyết định đầu tư vào địa phương. Vì khi môi trường kinh doanh, đầu tư thông thoáng, minh bạch thì sẽ giúp việc triển khai các dự án được nhanh chóng, phát huy hiệu quả hơn.
Du lịch là một trong những thế mạnh của tỉnh Sóc Trăng và được khai thác khá tốt thời gian qua, đặc biệt là du lịch tâm linh. Văn hóa tín ngưỡng và kiến trúc của các ngôi chùa sẽ khiến du khách khó có thể rời chân khi được tham quan trải nghiệm. Điểm đến miền Tây hôm nay, xin mời quý khán giả cùng khám phá sức hút của du lịch tâm linh nơi đây. Chùa Sâm Rông tọa lạc tại phường 5 thành phố Sóc Trăng, còn được du khách hay gọi là chùa Phật nằm. Khu chính điện của chùa có quy mô rộng lớn và được nâng đỡ bởi 6 cột lớn. Các hàng cột ở đây được trang trí bởi những họa tiết, hoa văn đặc sắc, mang đậm nét kiến trúc của Phật giáo Nam Tông. Ngoài ra phần mái được xếp lớp với 3 tầng chồng lên nhau và được trang trí bởi hình tượng rồng, chim thần. Tất cả tạo nên sự uy nghi và trang trọng cho ngôi chùa. Bước vào bên trong sala, du khách bị cuốn hút bởi những bức tranh bích họa kể lại cuộc đời của Đức Phật. Thông qua đó, gợi gắm đến Phật tử nhiều bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Và ngôi chùa này hầu như lúc nào cũng có khách đến tham quan, đông đúc nhất vào dịp cuối tuần. Dạ, tại vì em cũng có xem trên mạng là thấy chùa đẹp, với lại là có cái kiến trúc lạ mắt á, em cũng muốn đến viếng thử. Em ở Đồng Tháp lận, rồi lên tới đây thì thấy cũng mệt nhưng mà thấy cũng vui, tại mấy chỗ này rất là đẹp. Đặc biệt hơn nữa, trong khuôn viên chùa có tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, uy nghi phúc hậu. Tượng được đặt ở ngoài trời rất trang nghiêm, với kích thước dài 63m, cao hơn 22m, nặng 490 tấn, được xem là một trong những tượng Phật nằm lớn nhất Việt Nam hiện nay. Chùa Mahatut, hay còn gọi chùa Dơi, là điểm đến tiếp theo của hành trình. Chánh điện nổi bật giữa một rừng cây xanh bởi màu sắc và lối kiến trúc khá cầu kỳ. Tượng rồng được đưa lên mái chùa với mong muốn Đức Phật sẽ dừng chân ở xứ sở của mình. Trong chánh điện của chùa Dơi có tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá nguyên khối rất uy nghi. Cái cảm nhận đầu tiên đó là rất là đẹp, kể về màu sắc và kiến trúc. Có cái gì đó nó rất là khác lạ, nó cổ kính nhưng mà nó toát ra vẻ rất là uy nghi và linh thiêng. Chùa còn nổi tiếng với đàn dơi hàng ngàn con, cư ngụ hàng trăm năm qua. Khi hoàng hôn buông xuống, dơi bay đi kiếm ăn. Ban ngày thì về chùa để ngủ. Mùa mưa là mùa sinh sản của dơi. Mỗi năm sinh sản một lần, mỗi lần chỉ được một con. Lúc dơi con còn nhỏ sẽ được mẹ ôm vào lòng bảo vệ, ngay cả khi đi kiếm ăn. Được đi vào trải nghiệm và trong các cái khu vườn cây của các cây sao mà thấy các chú dơi đang thả mình ở trên các ngọn cây, anh cảm giác hoang sơ và như một cái gì đó là mình được lạc vào trong một khu rừng bí ẩn. Theo các nhà nghiên cứu, do nhu cầu thực hiện các lễ nghi tôn giáo và sinh hoạt tinh thần cho bà con trong Phung Sóc mà các ngôi chùa Khmer ra đời. Trung bình mỗi cụm dân cư có khoảng vài ngàn người sinh sống sẽ có một ngôi chùa. Các yếu tố của nghệ thuật tạo hình như kiến trúc, điêu khắc, hội họa, trang trí hoa văn kết hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau, giúp cho mỗi ngôi chùa trở thành một công trình kiến trúc có giá trị về mặt thẩm mỹ độc đáo. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Miền Tây Năng Động kỳ này cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình tiếp theo.